đang đứng ở giữa giữa lưng chừng núi nha anh em. Cái cây đang đào trong đó. Mình nãy giờ đứng quay cận quá. Anh em không thấy cái khung cảnh cái cây nó mọc nào. Một cửa hòn đá này, cửa hòn đá này. Đó có hòn đá luôn, nằm trong cái hốc đá luôn. Khó phải dọn hết trống cái bụi ra. Như lúc đầu mình quay cho anh em xem á. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube La Cà Vlog. Mình là Tùng đây. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi núi kiếm coi anh em à. Hiện tại đang lên trên vách đá này anh em. Vừa văng ra vách đá này, leo lên này. Không có thớ ra leo lên nữa anh em. Thì theo chân mình xem hôm nay anh em mình kiếm được coi gì không nhé. Đó, lên nó mới băng lên đó liền. Rồi băng vách đá lên. Em coi lạ này anh em. Đây. Coi lạ này. Anh em biết coi gì đâu. Mình thì không biết rồi. Không có lá, chỉ có cái đọt nó ra một chùm trái luôn. Đấy, trên 100 trái đó anh em. Trái nó dày như trái mấy trái bắp mà hột bắp đó anh em. Coi gì biết. Một nhánh này. Được chưa? À. Đẹp, xanh đẹp chưa? Ra chắc nó mới già là không biết nó chín rồi nữa ra sao nữa. Đây anh em. Vừa ở dưới biển kia lên này. Nãy đi dạo quá trời luôn. Lên này gặp được một em Hà Châu. Nói chung là hai em luôn. Quay sơ sơ cho anh em thấy này, lá nó đây. Còn coi bên đây có trái nữa này, đỡ lại quay cho anh em xem. Trái to lắm. Nó còn xanh. Quay kìa, buông cái đớ bụi coi như kìa. Khù. Đẹp lùm luôn á. Đó anh em, cái bụi lùm nó ở dưới, không thấy đâu. Coi cái lá cái trái nó nè anh em, Hà Châu này. Đó, cái bụi là bữa nào bây giờ không lấy được. Nè, cái lá trái đẹp chưa? Trái to chưa? Trái non nó bên đây nữa nè anh em. Đó. Cho anh em xem cái bụi nó. Đó anh em thấy bụi nó chưa? Bụi nó lên đó. Một bụi luôn, đẹp chưa? Luôn. Đây. Trái lá nó đây. Đây là bây giờ anh em mình tối rồi, đào không kịp nha anh em. Trái này đào coi bên đây thôi. Nói chung hai coi nó nằm bên luôn nha. Coi đây này, trái có trái, coi đây quỳnh nắng có trái đẹp này. Đây, coi đây là mình anh em mình đỡ lại do bây giờ tối đào kịp, chỉ đào được một coi đây thôi. Đào hai coi lấy không hết anh em. Nói chung lấy giờ không thấy ngõ giờ nên đào một coi đây thôi. Đó, nằm trong kẹt đá này, đào coi đây ra là tối luôn rồi chứ không phải giờ đâu anh em. Bây giờ đang tiến hành dọn thôi. Đây cũng có trái này nè, trái non nó mới ra này. Này, đó. Trái non nữa này. Lá nó siêu nhỏ luôn. Trái non. Đang tiến hành dọn đỡ lấy coi đây nha anh em. Nằm trong kẹt đá luôn mà biết đào cái dở không. Đây hòn đá này, bên đây cũng hòn đá này. Ừ, lá nhỏ. Em thấy lá nó chưa? Lá nhỏ. Đây ở nằm ở biển anh em. Gió thổi rồi nó lùng. Nằm trong kẹt đá luôn, lùng. Biển ở dưới đó anh em, quay cho anh em thấy biển. Anh em thấy giả như còn xuống xa lắm nha anh em, không phải dở đâu. Phải đi nửa tiếng mới xuống được tới dưới mặt nước đó. Xa lắm. Đó nằm cỡ bên có cái góc gì đó này. Không biết cái cây gì. Cây đấy, cây bông tám tập này. Ờ đó. Gãy không. Đó, để dọn tí dọn trống này cho anh em xem nó đẹp như nào nha anh em. Giờ đang dọn. Đó anh em. Nãy giờ dọn xong hết rồi, bụi rậm rạp đó, nãy lúc trước quay anh em xem đó. Rậm rạp bây giờ xong hết rồi. Dọn rồi. Quá trời. Nhánh rá luôn, gơ gấu luôn. Được cái củ to cho anh em đó. Nó nằm hai bên kẹt đá. Nằm kẹt đá luôn đó. Nó ra ba thân luôn nha anh em. Đây giữ lấy được vàng ring nữa này. Ủa, to thế. To chứ không phải giỡn đâu nha anh em. Trời ơi kìa.
rồi ra rồi, anh vô vô trong cái coi gì ra luôn, không biết coi gì luôn. Anh vô coi rồi. Coi ra bông chùm chùm kìa. Ừ. Đó, coi nhà biết coi gì bình luận vào video nha anh em. Cây côm cái gì phải không anh em? Mình thì cây côm. Đó anh em, bây giờ trọt đào thôi. Thấy coi chưa? Trời hôm nay nắng đẹp đó anh em. À, nhìn chưa? Đang trời trong xanh đó, quay cho anh em xem này. Trong xanh có mây nữa. Nắng đẹp như trời mát. Nó không mù mưa được rồi anh em, mùa này nè, dở mưa lắm. Ở mùa của mình nắng có nắng đẹp. Nằm cớ bên góc coi thiệt to luôn. Cái đớ nó cũng ra mấy cái thân này, nhưng cái gốc nó ra ba thân gốm như này. Ồ, khó đào quá. Khó đào nằm dưới đá luôn à. Thấy chưa? Đá cục đó này. Đây nữa này. Đây cũng đá nữa này, đó. Dưới đó còn đá không? Chọt anh em nghe tiếng chọt đá đi. Rỡ to. Hy vọng cái rỡ là rỡ cuối cùng rồi đó. Ừ, rỡ chục đá. Rỡ hai, rỡ hai chọt đá rồi. Rỡ. Rỡ chọt chín đá nữa. Chô cái rỡ này này. Đó em thấy rồi, đỏ chói luôn, lại đỏ chói luôn. Da nữa chứ. Rồi á. Chô đỏ. Đó em thấy đỏ chưa? Cũng nằm đó. Em nghe chọt cái rỡ mà giống như chọt lên đá không? Chắc rỡ nó. Chắc gướng. Sao bên không ăn? Lại cưa. Đó đang đào đó anh em. Dùng cưa thôi, xà beng đâu ăn thua gì đâu. Cưa cũng không được luôn. Thớ độc quá. Đá không có thớ ấy này. Đá nằm trên nằm dưới nữa, viên nó nằm trên nữa đó. Đó anh em đứng ngồi đây quay cho cái coi nó mọc rộng thớ đó. Bông trang đi. Cho bông trang nữa, đỏ luôn nó. Kia coi phát tài nữa đó anh em. Đó thấy bụi phát tài chưa? Bụi kia này nhiều rồi, xâm sơ luôn. Đang đứng ở giữa lưng chừng núi nha anh em. Cái coi đang đào trong đó. Mình nãy giờ đứng quay cận quá. Anh em không thấy cái khung cảnh cái coi nó mọc nào. Một chỗ hòn đá này, cỡ hòn đá này. Đó có hòn đá luôn, nằm trong cái hốc đá luôn. Khó phải dọn hết trống cái bụi ra. Như lúc đầu mình quay cho anh em xem á. Cái bụi nó rậm rạp gớm gớm à. Coi phủ nó luôn. Bây giờ ra đây này. Thấy anh em thấy chưa? Phải dọn cắt hết trống chỗ mới đào thì không có thớ. Không có thớ cưa luôn mà. Không có thớ chọt cái rỡ nó luôn mà. Nhìn coi nó mọc mái thơ hiếm không. Dài nó mới lùng lực được anh em à. Gió biển đồ, nắng gió đồ, khắc nghiệt. Trống anh em thấy xung quanh đâu có coi gì nào lên cao được đâu. Coi nào cũng lùng lùng thôi. Đợi anh em. Rỡ kẹt đá khó không có thớ tránh anh em. Lách cho nó coi nó gãy cho nó lên luôn nha. Kẹt trong thớ hiểm quá. Không có thớ trọt. Nó lại nằm sát cái góc qua kia nữa, nó khó. Đó cái rửa gì nữa, đá không à. Ăn đá, như xanh ăn đá. Đó anh em thấy không? Nó nằm trong cái hốc đá mà. Đâu ai đá lớn không, còn đá nhỏ rửa nó xen kẽ đá rồi vô khó đào. Khó nên gặp hai coi một chỗ mà đâu có đào kịp được anh em. Chỉ lấy một coi thôi. Một coi này xuống trời tối lắm rồi. Đào nãy giờ cả tiếng hồ rồi anh em, chưa lên. Anh em xem video thì thấy mình quay một vài phút thôi nhưng đào cả tiếng hồ nè. Lên em nói rồi nè anh em. Nãy giờ đào quá trời, ép hòn đá này, bên phía này ép hòn đá luôn. Có dấu hết luôn. Đỡ to. Rỡ còn nhiều. Từ hố lên kẹp này.
cho anh em xem cái lỗ nó coi nằm giữa đó. Đỡ to. Đỡ to phải nằm 40 à. Cũ đẹp quá. Cũ còn zin nè. Thấy chưa? Trời này ép vô cái hòn đá luôn này. Đỡ cái tàn rinh nữa luôn đó anh em. Cho anh em xem từ góc lên trên này. Đó anh em thấy này, đỡ này chơi cái coi ra chơi tàn rinh là được không? Anh em góp ý coi có nên cắt chơi lùng lực hay là chơi tàn rinh này. Anh em nhớ góp ý giúp anh em mình thử nha. Đó, quay sơ qua cái tàn rinh nó từ cái góc. Nằm bám đá luôn, bộ rỡ. Cái tàn đá này. Đó, tổng quan em đó, đó anh em. Đứng từ từ xa đó. Ok, cảm ơn anh em đã xem cái video của anh em mình tới đây nha. Anh em nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới đi rừng tiếp theo nha.